xin kính chào quý vị khán thính giả của đài Vista TV trên băng tần 57.11 và trên hệ thống Galaxy 19. Quý vị cũng có thể xem chương trình của Vista bằng cách download Vista app trên smartphone, trên YouTube hoặc trên hệ thống website của chúng tôi tại vistatv.net. Kính thưa quý vị, đây là chương trình Vòng tay cộng đồng nhằm đem đến những thông tin về y tế, giáo dục, sức khỏe cũng như là những nguồn tài nguyên trong cộng đồng để phục vụ cho cuộc sống và gia đình của chúng ta. Hôm nay chương trình rất vui đã mời được cô Minh Thư, cô là điều phối viên người Việt Nam của Hiệp hội Alzheimer sẽ đến đây để chia sẻ với chúng ta về bệnh Alzheimer cũng như là những dịch vụ mà Hiệp hội Alzheimer cung cấp cho cộng đồng. Chào Minh Thư. Chào chị. Đầu tiên cho Minh Thư xin gửi lời chào tới chị Nam Yến và tất cả các quý vị khán giả đang xem đài Vista TV. Minh Thư đang làm việc cho Hiệp hội Alzheimer and County, là một hiệp hội bất vụ lợi đã có mặt trong cộng đồng mình được trên 30 mấy năm nay. Thì cái sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp những dịch vụ hỗ trợ cho các gia đình có người thân bị ảnh hưởng bởi cái chứng bệnh về lãng trí và mất trí nhớ. Thì rất là vui để có mặt ngày hôm nay với chị Nam Yến để có thể chia sẻ cùng quý vị khán giả những cái gì mà dịch vụ hiệp hội đang làm hiện nay. Cảm ơn em đã bỏ thời gian trong cái lịch làm việc rất là bận rộn của em. Thì Minh Thư nè, vậy thì cái bệnh Alzheimer nó khác gì với lại cái bệnh lãng trí của người già thông thường? Dạ, thứ nhất là cái bệnh Alzheimer đó là một cái bệnh về thoái hóa não bộ. Nó làm cho người bệnh nhân bị suy sụp những cái trí tuệ, cái trí nhớ về tinh thần và cả thể chất luôn. Thì nó là một cái bệnh về bệnh mãn tính. Nó kéo dài theo năm tháng, từ 3 cho tới 20 năm. Và nó không có, hiện là khoa học chưa có thuốc để mà chữa cái bệnh này. Vì nó là sự hủy hoại trong cái bộ não của mỗi người bệnh nhân. Nó khác với lại cái bệnh lão hóa tuổi già là khi mình hiểu là các bác lớn tuổi thì mình hay thấy là ok, sẽ lớn tuổi, sẽ hay quên, sẽ bắt đầu trí nhớ, sẽ giảm dần và không có còn minh mẫn nữa. Thì cái đó chỉ là một cái phần của lão hóa về não bộ thôi, nó chưa phải là một cái bệnh. Nhưng mà khi mình nói về bệnh Alzheimer thì mình biết nó là một cái chứng bệnh gây ra những cái chất ở trong não nó không có bình thường, nó gây ra, nó phá hoại những cái hệ thần kinh của não, thì nó tạo cho người bệnh có những cái sự mất mát về trí nhớ. Cũng mình, nếu mà mình nhìn sơ qua thì mình có thể hiểu lầm nó là lãng trí tuổi già. Nhưng khi mà người thân mình mắc bệnh đó, mình tiếp xúc với họ hàng ngày, mình thấy được những cái sinh hoạt của họ hàng ngày và cái mức độ quên của họ như thế nào, thì mình có thể hiểu được nó không có phải là bình thường. Nó không phải lão hóa của bình thường, thưa chị. Em nói là cái bệnh Alzheimer có thể kéo dài từ 3 năm cho tới 20 năm. Nếu như vậy thì nó có những cái mức độ nặng nhẹ khác nhau vào những cái mức độ đó là cái gì không? Dạ có. Cái bệnh Alzheimer đó nó sẽ trải qua 3 cái thời kỳ. Cái thời kỳ thứ nhất là cái thời kỳ ở cái giai đoạn nhẹ. Thì lúc đó là người bệnh bắt đầu là xảy ra những cái sự quên. Ví dụ như là bắt đầu quên, không có nhớ là mình ăn trưa, không có nhớ là mình hôm nay ví dụ như mình phải đi đón cháu đi học, bắt đầu là quên rồi, bắt đầu là nó phát ra ở bên ngoài rồi. Thì đó là cái giai đoạn mà ở cái giai đoạn nhẹ đó. Nhưng mà tuy mình nói nhẹ nhưng mà khi mà nó phát ra như vậy rồi đó, người thân thấy như vậy mình thấy là bất bình thường rồi. Tại vì không thể nào mình quên được là mình đã ăn sáng hay chưa, hoặc là mình hôm nay mình phải đi đón cháu. Nếu mà cái công việc mà mình làm mỗi ngày như vậy, mà làm nhiều năm như vậy mà mình quên, thì cái đó đã thấy là không có bình thường. Thì lúc đó những cái triệu chứng đó là cái lúc mà người nhà của mình có thể tới gặp bác sĩ, cho người bệnh nhân tới gặp bác sĩ gia đình trước được rồi để mình tìm hiểu thêm. Rồi cái giai đoạn giữa đó, giai đoạn trung bình đó, thì lúc đó người bệnh nhân bắt đầu trải qua sự mất mát là về là không có khả năng, bắt đầu mất cái khả năng chủ động, mất cái khả năng hiểu biết, học hỏi thêm những cái điều mới, và có thể là khó khăn trong những cái việc mà đòi hỏi nhiều bước, ví dụ như mặc quần áo, phải cài nút, phải làm như vậy đó, thì nó bắt đầu họ không có tự làm được nữa mà phải có người giúp họ, ví dụ như có thể xỏ tay áo vô và cài nút cho họ, rồi có thể đi quên lạc đường, đi rồi không có nhớ đường về. Đó là cái mức độ ở giữa rồi. Và cái
mức độ cuối cùng là nặng, giai đoạn nặng nhất đó, thì người bệnh lúc đó hoàn toàn không làm được gì hết thưa chị, là có thể nằm một chỗ thôi và hoàn toàn phụ thuộc vào người chăm sóc để đút cho mình ăn, để có thể tắm rửa cho mình, và bắt đầu là không chỉ có nằm đó, và cái trí nhớ, cái sức khỏe luôn đó nó sa sút từ từ, và cho đến khi họ chết thôi, là tại vì cái não nó bị co, nó teo lại đó, khi mà nó bị những cái tế bào không có bình thường trong não nó ảnh hưởng, nó lan hết cái não, thì lúc đó cái bộ não của họ nó teo lại ở giai đoạn cuối cùng, và chỉ có nằm chờ thôi mà chết thôi. Để cái lúc tức là giai đoạn cuối cùng. Cái nếu như mà cái bệnh lãng trí của người già một cách rất là bình thường, thì có thể là mình quên số điện thoại, hoặc là mình ngày mai có hẹn với bác sĩ mà mình quên, tức là nó là chỉ là những cái quên thông thường, những cái quên ở mức độ nhẹ. Nhưng mà cái người mà bệnh Alzheimer là cái sự quên của họ nó sẽ ở những cái mức nặng, và nó sẽ nặng dần tới khi mà họ mất luôn cái khả năng mà tự chăm sóc bản thân mình, đúng không? Nếu mà vậy thì cái nguyên nhân nào gây ra bệnh Alzheimer? Thì khoa học đó, họ có thể chứng minh được là cái do những cái tế bào trong não, nó gọi là có hai cái chất, nó gọi là plaque and tangle, nó là một cái chất mà protein nó không có bình thường. Thì họ đã phát hiện được trong cái bộ não của người, của các bác bị bệnh Alzheimer có hai cái chất đó, và cái chất đó nó là cái nguyên nhân mà nó phá hủy, nó mình dịch tiếng Việt Nam nó dễ hiểu là những cái búi sợi thần kinh, những cái mớ rối không bình thường của não, nó phá hủy những cái tế bào bình thường trong não của mình. Đó, mà nó sẽ phá hủy từ từ, nó không có một lúc mà nó phá hủy hết. Đó là lý do mà người bệnh nhân bắt đầu là quên dần từ từ, rồi bắt đầu là bị hoang tưởng, rồi bắt đầu là không có khả năng tự ăn uống được, hoặc là không có biết đói luôn, giống như ăn rồi mà cứ đòi ăn mãi. Tại vì cái chất đó nó đã lan tới những cái phần, những cái phần mà những cái não, bộ não của mình, mỗi phần nó có một cái nhiệm vụ khác nhau. Đúng rồi. Thì khi mà nó lan tới, đầu tiên là trí nhớ, và nó lan tới phần ngôn ngữ, thì bác bắt đầu nói không có thành câu dài nữa, mà nói như lắp bắp, nói không có rõ. Nhiều khi mình cũng không có hiểu bác nói gì. Đó, thì đó là lý do mà những cái chất đó đó nó tàn phá cái não mình theo năm tháng. Thì là bác sĩ kiểm chứng được là có cái chất đó trong não của người bị bệnh Alzheimer. Thì đó là lý do mà mình có cái tên của cái bệnh Alzheimer. Còn về lãng trí tuổi già đó thì các bác không có cái chất đó, nó tàn phá não của các bác. Tức là chỉ quên một cách rất là thông thường. Rất là thông thường, giống như mình, giống như thật ra thì ai cũng quên hết chị. Giống như khi mà mình có bộ não thì ai cũng bắt đầu cũng nhiều khi quên chìa khóa ở phòng khách, rồi đi kiếm ở nhà bếp cũng quên. Đúng rồi, khóa. Bản thân em cũng vậy. Nhưng cái đó là những cái đó là rất là bình thường thôi. Mình nhưng mà một hồi mình có thể nhớ lại được. Ok, mình lẩm cẩm, mình để lộn chỗ. Nhưng mà đối với các bác bị Alzheimer, các bác có thể quên luôn. Quên là quên luôn, không có nhớ nữa, là không hề biết là nhiều khi lấy cái chìa khóa mà bỏ vào cái tủ lạnh, hoặc là đồ trong tủ lạnh thì để ra bên ngoài, có nghĩa là không có nhận thức được cái điều đó là không có đúng. Đó, nó là một cái kiểu quên bất bình thường như vậy. Vậy thì khoảng bao nhiêu tuổi thì mình sẽ bắt đầu phát triển cái bệnh Alzheimer? Cái bệnh Alzheimer là do là phát triển ở tuổi già. Một trong những yếu tố nguyên nhân gây ra là nó phát ra ở cái tuổi cao niên, từ khoảng 60 đến 65 trở lên. Người trẻ thì không có bị. Bắt đầu là cái bệnh này là bệnh về tuổi già. Tại vì chị làm cho trung tâm vùng thì ở trong trung tâm vùng có phục vụ những người bị bệnh Down syndrome. Thì chị cũng có biết là những người mà bệnh Down syndrome là sẽ có khả năng bị những cái bệnh Alzheimer ở những cái độ tuổi rất là sớm. Có những người khoảng hơn 30 tuổi là họ đã bị bệnh Alzheimer rồi. Thì nó có những cái mối liên hệ gì giữa cái Alzheimer và bệnh Down syndrome không? Em có biết không? Thì cái người bệnh bị về Down syndrome á, cái tuổi thọ của họ trung bình đó là nó ngắn hơn, cái thời gian sống của họ nó ngắn hơn người bình thường. Bởi vậy khi mà cái bệnh nó phát ra đó, thì nó phát ra ở cái tuổi là khoảng late 30, là hoặc là 30-40. Cái lý do mà nó có cái sự connection đó là cái người mà bị Down syndrome á sẽ có nguy cơ bị bệnh Alzheimer sau này cao hơn là người bình thường, tới 3-5 lần. Là bởi vì trong cái não bộ của người bệnh Down syndrome nó cũng có cái chất mà nãy Minh Thư nói là plaque and tangles. Hai cái chất đó nó là cái chất gây ra bệnh Alzheimer.
thì bản thân họ đó, họ đã có cái chất đó trong não rồi, nên nó tức là cái người bệnh Down syndrome. Bệnh Down syndrome đã có rồi, và khi mà và nó vẫn nằm ở trong não nó cho đến khi mà 3 đến 40 tuổi đó, thì người ta ước tính là khoảng 40 tuổi đó, thì bắt đầu nó phát, cái người đó phát ra mạnh mẽ hơn, là khi ở tuổi người lớn đó thì nó phát ra mạnh mẽ hơn, nên đó là lý do mà các người bị bệnh, bệnh nhân bị Down syndrome bị phát cái bệnh này sớm hơn là người không có bị Down syndrome, thì đến 60-65 mới bị nếu mà có cái triệu chứng về Alzheimer. Nhưng mà đối với các bệnh nhân Down syndrome thì ở cái tuổi 40 là bị, tại vì trong não họ có chung một cái chất đó, tức là họ có cái chất đó từ khi mà họ sinh ra, là tại vì cái trisomy 21 đúng rồi, nó tạo ra, nó cái, tạo chất ra cái chất đó, APP cái chất đó nó sẽ làm cho cái não mình nó develop giống như là bệnh Alzheimer vậy đó. Thì khoảng late 40, 30, 40 là bị. Quý vị đừng rời máy, Minh Thư và Nam Yến sẽ trở lại sau một vài phút giải lao.